Thưa quý vị và các bạn, đầu năm quý vị và các bạn có thể mua 5 thứ sau đây để có được sự may mắn, có được nhiều tài lộc và có được sức khỏe tốt cho bản thân cũng như cho gia đình quý vị và các bạn. Thứ nhất đó là mua muối đầu năm. Vào dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam, có nhiều phong tục, lễ nghi được người dân gìn giữ từ đời này qua đời khác với hy vọng đem lại sự may mắn, tài lộc cho gia đình. Trong đó, tục đầu năm mua muối của người Việt Nam mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn tượng trưng cho sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, các mối quan hệ làm ăn tốt đẹp và giúp xua đuổi tà khí, đem lại may mắn. Bên cạnh đó, cùng với gạo, muối là thứ gia vị lâu đời, không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, biểu tượng của sự no đủ. Vì vậy, sau khi đón giao thừa hoặc vào ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người lại mua những túi muối nhỏ về để lấy may. Sau khi đem muối về nhà, người ta thường chia thành các túi nhỏ hoặc cho vào bao lì xì để tiện cất giữ. Đối với những người làm ăn buôn bán, sẽ để túi muối ở quầy hàng, mong lắt khách. Những túi muối nhỏ có màu đỏ thường được bán ở gần đền, chùa và những đường lớn. Ngoài ra, ở đồng bằng Bắc Bộ, nhiều người tâm niệm đầu năm mua muối thì cả năm sẽ làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi, sung túc. Mua muối đầu năm đó là một tục lệ tốt đẹp của người Việt Nam. Thứ hai là mua lửa. Từ xưa, những người xưa cũng quan niệm đầu năm mua lửa sẽ đem về những điều tốt lành cho gia đình. Lửa ở đây là những vật dụng như bật lửa, diêm. Không ít người Việt Nam cho rằng đầu năm ai mua được lửa sẽ có một năm gặt hái được nhiều thành công. Vì thế, người dân mua lửa đầu năm với hy vọng năm mới mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Thông thường, bật lửa hoặc diêm được bán kèm theo túi muối và được bán nhiều trong đêm giao thừa hoặc vào dịp đầu năm mới. Lửa thường gắn liền với bếp, vì vậy khi mà các bạn mua lửa vào đầu năm mới thì sẽ đem lại cho gia đình nhà các bạn sự ấm no và nhiều điều may mắn. Các vật dụng có thể tạo ra lửa đầu năm mà các bạn có thể mua đó là bao diêm hoặc là bật lửa. Đây là hai thứ mà các bạn có thể dễ mua nhất trong dịp đầu năm mới. Thứ ba đó là mua giấy và xin chữ đầu năm. Mua giấy xin chữ đầu năm cũng là nét văn hóa. Mua giấy xin chữ đầu năm cũng là nét văn hóa. Cầu may đầu năm có từ rất lâu đời của người Việt. Việc xin chữ, cho chữ thể hiện việc coi trọng tri thức, đồng thời cũng thể hiện những mong muốn cho một năm mới, những điều mong ước hoặc là mong muốn cho năm mới. Từ xưa, việc xin chữ treo trong nhà đầu năm mới là một việc làm quan trọng với mỗi gia đình. Treo chữ gì trong nhà thể hiện bản sắc của mỗi gia đình, cũng là thể hiện những mong ước trong năm mới. Người xin chữ vừa mong được hạnh phúc, cũng vừa mong xin được chữ đúng với tâm nguyện, phấn đấu của gia đình và bản thân. Để xin được chữ, mỗi người bỏ ra khoảng 50.000 đến 100.000 đồng để mua một tờ giấy màu đỏ. Sau đó, quý vị và các bạn có thể cầm tờ giấy này đến bàn ông đồ và xin chữ lấy may. Thông thường, việc xin chữ này diễn ra tại các đình, chùa, miếu, đền. Thứ tư, đó là mua vàng đầu năm. Theo quan niệm của người xưa, đầu năm mua vàng sẽ giúp cả năm luôn no đủ, sung túc. Đây cũng là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng để tích trữ tài sản, vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may đầu năm. Đây được coi là một loại hoạt động vừa ý nghĩa, vừa thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân. Việc mua vàng đầu năm cũng thể hiện sự tiết kiệm, tránh lãng phí của người Việt Nam từ trước tới nay. Điều này mang ý nghĩa là luôn có của ăn của để, từ đó nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của mỗi người. Có rất là nhiều người quan niệm việc mua vàng ngày vía thần tài sẽ đem lại may mắn, tài lộc rủng rỉnh cho cả năm và giảm bớt hạn trong năm. Thứ năm, mua đồ phong thủy. Đồ phong thủy cũng là mặt hàng được nhiều người săn đón trong những ngày đầu năm. Có rất là nhiều người quan niệm đồ phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi
được trưng bày trong nhà sẽ góp phần tăng cường sinh khí, hòa giải hung khí cho gia chủ. Vì vậy, nhiều người thường bỏ ra vài trăm nghìn đồng, thậm chí cho đến hàng vài chục triệu đồng để sở hữu những đồ phong thủy về trang trí trong nhà trong dịp đầu năm mới. Cụ thể, có một số đồ dùng hay được mua như tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, tượng Phật, tượng con giáp của năm, với mong muốn rước lộc về nhà. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là 5 thứ mà các bạn có thể mua trong đầu năm mới với ý nghĩa là mong muốn cho công việc làm ăn được tốt đẹp, cho cuộc sống gia đình được hòa thuận, để có một sức khỏe tốt nhất cho bản thân và cho gia đình của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ giúp cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.